quán cá trên lầu chợ Sài Gòn 714 989 hay vào website cá nướng da giòn com Sức khỏe là vàng, dược thảo PLS giúp quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. 1-800-990-8319 princesslife.com Học khu Huntington Beach Union High School District Bánh Classic Burger của McDonald's nóng, đậm đà và ngon hơn bao giờ hết tại tiệm McDonald's có tham gia và gần chỗ của bạn. Good morning, Ngọc Lan Hoàng Trần Thủy chào lại với tất cả quý khán thính giả với hai chiếc áo màu xanh rất đẹp. Không hẹn mà gặp. Không hẹn mà. Chúng tôi thường ra không có để ý cái việc mà Ngọc Lan mặc áo như thế nào. Cho đến khi chúng tôi bước vào đây. Cho nên à, tùy hôm đó, Ngọc Lan ha. Yeah. Ngọc Lan chọn lựa áo thì như thế nào? Theo Theo, theo cảm theo, yeah, theo cảm tính cảm tính giác. của mình thôi. Ừ. Ngày đó nhìn vô <laughs> thích nào bóc đó. Rất nhiều áo nhưng mà Đặc biệt là chúng tôi không biết vì lý do nào Chọn đúng cái áo đó. Ừ. Ngày hôm nay trở lại với tất cả quý khách thính giả Mới bước vào thì Ngọc Lan nói Anh Thủy ơi mua Tesla đi Bởi vì tiếp tục giảm giá rồi Thực sự đó yeah, Ngọc Lan biết yeah, không yeah, Trước yeah, khi yeah, Ngọc đúng. Lan nói vì giá, giá giảm như thế nào Chúng tôi cũng nghe nói giá giảm Nhưng mà bạn bè nó cũng khuyên Bây giờ đây là cơ hội tốt nhất để mua một chiếc Tesla Nếu quý vị muốn mua Tesla Thì giá dưới 50 ngàn Cho chiếc Model Y nhưng mà sáng nay Ngọc Lan nói nó giảm dạ, dạ còn nhiều hơn. 46.900 cho bắt đầu cho giá của một chiếc Model Y. Anh Thủy nói là khi mà nói chuyện với bạn bè là yeah, nghe nghe nói rằng là cứ trước. cứ nói chuyện mua Tesla um. thì cái khảo sát người ta cho thấy bây giờ cứ trong 10 người trên nước Mỹ trong 10 người hỏi đến chuyện mua xe, chiếc xe sắp tới là xe điện chứ không nhất thiết là phải Học Tesla Dĩ nhiên đến giờ phút này Tesla vẫn chiếm thị phần trên toàn nước Mỹ là 75% phần Minh Thụy cho xe điện trên Ủa. toàn trên cả nước luôn đó yeah. thì uh, đây là một cái giá nó làm cho nhiều người sẽ cảm thấy rất là vui uh, Dĩ nhiên những ai mua xe rồi <laughs> thì là buồn <laughs> buồn là bởi vì cái giá mà khởi điểm bây giờ chỉ có 46.900 mà thôi uh, đó là cái giá bắt đầu và người ta nói Tesla chơi cái, cái cái điệu này là rất là càng làm khốn khổ thêm những cái hãng xe Anh mới điện, nữa yeah. là bởi vì cái xuống giá thấp quá uh, những ai mà người ta còn hơi băn khoăn người ta còn hơi um, đắn đo thì đây bây là giờ, cái thời điểm yeah. họ cảm thấy là quá là thích thú để mà mua uh, cứ xuống giảm giá xuống liên tục mà quý vị thấy từ hồi tháng giêng cho đến bây giờ đó đã đã rất là nhiều lần Tesla giảm giá yeah. dĩ nhiên lúc mà giảm giá lần đầu tiên á là làm cho cái cái cổ phiếu của Tesla nó cũng chào đảo là bởi vì uh -huh. lúc đó người ta chợt nhận ra, hey hình như là Tesla đang cái doanh thu á, cái số bán hàng nó không giống như là người ta nghĩ, Có. nó bắt đầu yeah. chậm lại, Đúng khiến rồi. cho nó phải giảm giá, rồi nó làm cho những người mà mua cổ phiếu cảm thấy rất là là bối rối, uh -huh. rồi bây giờ cái kéo theo, nó mỗi lần nó cứ giảm 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 xuống, à, bây giờ thì à, À, cái ngay cả cái Model 3 á nó cũng đã giảm rất là nhiều. Yeah. Nó là có vẻ như là ông uh, ông chủ nhân của Tesla đang muốn hướng tới tại lúc đầu nhớ là khi mà Ngọc Lan nhớ cái chữ Model 3 nó nhiều năm rồi, giá khởi điểm chỉ có 30 000 thôi, cho nên bây giờ hình như đang muốn làm sao xuống đến cái giá đó đó, giống như cái lời hứa hẹn từ nhiều năm trước. Tôi nghĩ đây là một cái điều khó khăn cho Tesla ừ. và cũng như các hãng xe điện khác, những nguy cơ và ảnh hưởng đe dọa từ xe Trung Quốc rồi xe bên phía châu Âu và đặc biệt đó là tại Mỹ này cũng như xe của Đại Hàn Nam Hàn Hyundai Kia chúng tôi theo dõi và đặc biệt trong cái uh, hội trợ xe mới đây ở Los Angeles và kể cả ở New York nữa uh, Las Vegas cũng có uh, xe được giới thiệu và họ đưa ra cái giá cái giá có những chiếc xe hai mươi mấy ngàn ba mươi mấy ngàn là trung bình mà nếu Tesla tiếp tục giữ cái giá này thì họ sẽ khó lòng họ phải nhìn trong cái tương lai như thế nào để mà bán những cái chiếc xe đó ra cho nên à, cộng thêm là 7.500 Mỹ kim đặc biệt chiếc cái Model Y này vẫn được hưởng toàn bộ 7.500 Mỹ kim tiền khấu trừ thuế thưa quý vị à, cái việc khấu trừ thuế này không 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 có nghĩa là quý vị lấy về 7.500 Mỹ kim mà tùy theo à, cái việc cái lương của quý vị để có thể à, khai thuế được. À, cho nên đây là đe dọa từ cái kỹ nghệ xe hơi điện mà người ta nghĩ rằng xe hơi điện sẽ giảm giá nữa. Một những cái những chiếc xe mà trước đây chúng tôi nhìn thấy đó bên đối đầu với lại Tesla đó mới đầu thì đưa ra cái giá 70.000. mà đến khi chính thức bây giờ đang bán ra đó họ chỉ bán vào khoảng 50 mấy ngàn thôi. Và đó là lý do năm mấy ngàn vẫn trên chiếc xe Model y, nhưng mà trước đây đó vào cái thời điểm đỉnh điểm đó trong đó cái người bạn của tôi mua chiếc xe này sáu mươi mấy ngàn luôn nữa yeah. mà không có được những à, cái option nhưng mà hiện nay nếu mà mua chiếc xe với giá chỉ có bốn mươi mấy ngàn của Model Y thôi và cái cái đe dọa của ngành xe điện là như thế nó giảm giá dữ lắm các loại xe của Nam Hàn ra bây giờ họ bán nhiều rồi có những chiếc xe bên Trung Quốc chúng tôi thấy giới thiệu chưa bán ở đây nhưng mà BYD của Trung Quốc đó à, cũng đe dọa lắm nếu như mà bán ở đây được đạt được các tiêu chuẩn an toàn thì lẽ đương nhiên người Mỹ họ thấy xe rẻ vừa túi tiền họ cũng đặt mua mà thôi. Và điều này cũng cho thấy cũng đe dọa luôn cả VinFast nữa. Mặc dù tin tức thì thấy rằng VinFast cũng yeah. có người đặt VinFast thì theo đặt như mướn như phải không ạ? Mướn có rồi cái lô hàng mới được yeah. chuyển đến nhưng mà sau cái 45 chiếc đầu tiên là được bàn mm -hmm. giao cho khách thì sau đó cái sự bàn giao nó như thế nào Mình không có không thấy được, cái cập không nhật được Nhưng mà cái tin mới nhất là cho biết đó Là bên VinFast đó, công ty này Đã nhận được thêm 2.5 tỷ đô la Cam kết tài trợ mới vào cho công ty VinFast ừ. Thì trong đó Trong 2 tỷ rưỡi này đó là cái gì Là ông Phạm Nhật Vượng Là người bỏ vô 1 tỷ Ông tự bỏ vô 1 tỷ 500 triệu là từ cái VinGroup Tức là công ty mẹ của công ty VinFast và còn lại một tỷ còn lại là họ mượn họ mượn trong thời hạn là 5 còn, năm năm vay mượn nữa. À, có một cái điều cũng lắm. cảm giác cũng hơi băn khoăn đó là họ lắm. muốn vào trong cái thị trường chứng khoán của Mỹ yeah. à, theo còn cái đó, đó gọi à. là cái uh, IPO. IPO thay vì là tháng bắt đầu là khởi sự là từ tháng 4 của năm 2021 xong rồi họ hy vọng là trong năm nay nhưng mà bây giờ đó yeah. thì nó Không đang đúng. đang chừng lại và chưa yeah. biết là cái thời điểm À, để chính thức tại lúc đó họ nghĩ rằng cái định giá cho công ty VinFast là 60 tỷ Định giá ừ. công ty xe điện đó Nhưng mà bây giờ với cái chuyện mà xe điện nó đang bị uh, chừng lại uh, Với nhiều lý do thì VinFast có vẻ cũng đang uh, gặp nhiều khó khăn đó. À, Muốn ra IPO đầu tiên là cái vấn đề khó khăn của cơ, cái, um, cái ủy ban kiểm tra chứng khoán SEC Nó qua nhiều cái giai đoạn lắm Mất ít nhất là khoảng 3 năm à, Ít nhất là 3 năm À, nhưng mà sau đó nó còn nhiều điều kiện, thậm chí chúng tôi biết được là có những công ty đủ khả năng để ra IPO mà họ ngừng IPO lại trong khoảng thời gian này. Yeah. Lý do cái tình hình chứng khoán bây giờ nó đang ảnh hưởng à, nền à, kinh tế của nước Mỹ có thể rơi vào suy thoái bởi vì báo cáo mới nhất đã giảm rồi, trong 3 tháng qua đã giảm, 3 tháng tới người ta nghĩ rằng sẽ tiếp tục giảm so với 3 tháng cuối năm 2022 thì họ đo lường. À, cuối năm 22 đó cái tăng trưởng GDP của Hoa Kỳ đó vào khoảng 2.6 2.4 và đó là lý do mà tạo ra cái tình trạng lạm phát tiếp tục tăng cao. Nhưng mà báo cáo mới nhất vào sáng ngày hôm nay đã 3 tháng đầu năm nay đã, đã xuống còn có 1 chấm mấy phần trăm thôi, xuống khá mạnh. 3 tháng tới mà xuống nữa đó là nước Mỹ trên nguyên tắc là suy thoái kinh tế. Vào thời điểm này mà ra IPO là rất mệt mỏi. Thời điểm này thị trường chứng khoán đang tụt giảm bởi vì nhiều cái vấn đề ngân hàng rồi nhiều vấn đề khác nữa cho nên đây là vấn đề khó khăn đổ lên rất nhiều các công ty không chỉ vinfast đã vậy vinfast bây giờ áp lực giảm giá nữa mà đã 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 đã, yeah. giả, đã, đã giảm giá rồi mướn một chiếc xe tôi biết là khoảng 279 đồng gì đó mà đóng vào mấy ngàn đó ừ. ngọc lan ha yeah. bây giờ chuyện chỉ cho mướn thôi chứ còn bán thì mình chưa biết được người ta muốn thử đó người ta sẽ có thể là mướn nó rẻ hơn nhiều. Nếu quý vị mướn thì thứ nhất lái được chiếc xe mới được bảo trì thoải mái và ông ạ, đó là điểm lợi. Đồng thời mướn mà không phải đổ xăng nữa thì cái tiền mướn một hàng tháng đó Ngọc Lan cái tính đi cứ chứng trung bình á, mỗi một tuần mình đổ 60 đô 70 đô, đô la cho cho một chiếc xe ừ. xe xăng thôi. Bây giờ mướn thì cái xăng đó là 240 tôi để ý đưa ra cái giá đó mà trả tiền xe có 279 thôi đồng ý là mình lẽ đương nhiên mướn xe gì cũng phải bỏ tiền vào cả nhưng mà bây giờ thấy mướn xe điện nếu có đó nó rẻ nghĩa là hơn nhiều so với mướn xe xăng luôn nữa tính ra trung bình đó nếu như là mình mướn một chiếc tesla một tháng kể cả cái tiền mình phải đao đầu tiên thì, thì ừ. một tháng trung bình đó là 5 đến 600 nhân yeah, rồi. đúng rồi thôi thồ một tháng 5 đến 600 nhưng mà mình trạc điện mình có phải trả tiền không trả nhưng mà so với lại xe xăng trả rất ít nhưng Trong khi là... đó nếu đó là mướn Tesla chắc đã đánh rồi nhưng mà tôi nói cái nếu mà mướn được chiếc xe mà 279 đồng thí dụ như VinFast đang có VinFast Ngọc Lan đang nói VinFast đó. Đó. VinFast phải 279 anh đó. Thủy cộng với lại gần 5.000 đồng cho 2 ừ. năm phải chia ra mỗi tháng cũng phải là Dạ. À. Yeah. Tính trung bình mỗi ngày 20 đồng cho tiền tiền xe đi lại. Yeah. Okay. Nhưng mà bình thường nếu mà quý vị mướn một chiếc xe xăng đó thì quý vị còn phải đổ xăng thêm nữa, nó đắp double thêm cái tiền cộng thêm cái tiền mướn xe. Cho nên nó cũng có cái địa lợi nếu mà được muốn xe điện bởi giá điện thì tùy theo mỗi một khu vực. Chúng tôi tiếp tục với tin tức cà phê sáng ngay sau phần quảng cáo. Chương trình này được bảo trợ bởi Chin và Kim Thu Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 của hình bản đồ Việt Nam 714-985-9999 và 714-657-7866. EV Princess Cosmetics, sản phẩm làm đẹp làn da của phụ nữ trên toàn thế giới. 408 509 4480 714 756 1070 Happy to Easy chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ 714 897 6100 và 714 487 7889 Quán cá trên lầu chợ Sài Gòn 714 989 9911 hay vào website cá nướng da giòn.com Sức khỏe là vàng, dược thảo PLS giúp quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. 1-800-990-8319, princesslife.com Học khu Huntington Beach Union High School District Bánh Classic Burger của McDonald's nóng, đậm đà và ngon hơn bao giờ hết tại tiệm McDonald's có tham gia và gần chỗ của bạn. phe sáng trở lại với tất cả quý các thính giả chúng tôi đang đề cập đến thị trường xe điện rất nhiều cạnh tranh đến độ mà tesla liên tục phải giảm giá bởi vì họ nhìn thấy cái viễn tượng trước mắt đó, cho thấy cái tình trạng cạnh tranh trong những tháng tới đây đặc biệt là sang năm xe ra khủng khiếp luôn bây giờ họ giới thiệu và bây giờ cứ mỗi một năm tới đây đó thì chúng ta sẽ thấy rằng các kinh nghiệm chế tạo xe rồi số người lái xe họ sẽ cho review nhiều lắm nữa và vì thế những xe làm tại Mỹ này hoặc là xe nhập cảng vào và làm tại Mỹ này trong đó Toyota đang hứa hẹn ghê gớm lắm à, Toyota tuyên bố một câu chúng tôi chỉ mới khởi sự thôi <laughs> có nghĩa là họ đang nghiên cứu để chuyển đổi sang xe điện thì những năm tới đây những người yêu thích à, Toyota trong đó có các loại Camry hoặc là Lexus vân vân thì sẽ thấy rằng xe ngành xe điện sẽ phát triển honda cũng thế nữa nhiều cái kiểu xe à, cho nên vinfast đang áp lực nặng nề trước đó tôi cũng nhớ đó là bên phía ông phạm nhật vượng ông từng tuyên bố sẽ không bổ tiền vào thêm nữa nhưng mà cuối cùng trước những cái áp lực mà hiện nay lỗ lã rồi hàng tháng tốn kém biết bao nhiêu mà nếu đã phóng lao rồi mà không theo lao không được bởi vì đã ký hợp đồng đầu tư vào North Carolina để xây dựng nhà máy điện rồi chế tạo xe ở Mỹ này. Rồi cạnh tranh với xe làm tại Mỹ đó để hưởng được 7.500 Mỹ Kim trừ thuế. Cái khấu trừ thuế đó là một trong những yếu tố chính để những người họ nay, hiện nay đã họ chọn lựa một chiếc xe. Cho nên ngay cả Nam Hàn và nhiều hãng xe châu Âu khác họ cũng phan. tính tới cái việc trong đó có Volvo. Đang tính tới việc là sẽ sẵn phối hợp với xe Mỹ làm tại Mỹ này để hưởng được cái khấu trừ thuế từ cái chương trình của chính phủ thì đó là những cái rủi ro khó khăn mà không những vinfast mà bất cứ hãng xe điện nào của nước ngoài muốn đầu tư vào nước mỹ này quá nhiều xe bây giờ họ đổ dồn vào cho nên điều đó có lợi cho người tiêu thụ trong tương lai chúng ta sẽ thấy xe điện càng ngày càng rẻ hơn tốt hơn bền hơn đẹp hơn so với xe xăng từ bây giờ đến năm 2030, 30, 35. Trong khi đó à, tại Texas và Florida, thưa quý vị, severe storm từ ngày hôm qua à, cho thấy rằng đến giờ phút này thì à, chính quyền của hai khu vực, à, như quý vị nhìn thấy một phần à, của Dallas à, đang, à, họ nói rằng mưa đá, mưa đá khổng lồ và gây thiệt hại, à, lốc xoáy vân vân. Một cái cơn bão mạnh chuyển từ Texas và nghĩa là nó bay sang tới florida luôn nữa à, hiện nay đến sáng nay đó thì tình trạng vẫn còn và các giới chức của hai tiểu bang hiện nay đang theo dõi cái tình hình thiệt hại như thế nào à, sáng nay chúng tôi theo dõi dự báo thời tiết của hai nơi đó phía bắc của texas rồi à, sang tới florida đều có những cái báo cáo về à, nghĩa là vào thời điểm này thưa quý vị lũ cuốn rồi lốc xoáy và tình trạng mưa đá mưa lớn nữa rồi uh, gió lớn cũng đang uh, gây ảnh hưởng uh, severe T-Storm watch cho cả cái khu vực uh, trải dài từ Daytona Beach cho tới uh, Miami luôn nữa. Wow. Người Việt Nam uh, trong uh, hai cái tiểu bang này rất đông. Những người cũng Việt Nam mình sống chung. ở đó cũng đông. Yeah. Uh, trước khi uh, tiếp tục các uh, phần tin tức thì Ngọc Lan xin được gửi đến quý vị một thông báo của bên uh, Ủy ban Xây dựng và Bảo tồn Tượng đài Chiến sĩ Việt Mỹ. À, liên quan đến ngày tưởng niệm 48 năm quốc hận và vinh danh biểu tượng chiến thắng của tự do dân chủ cho thủ đô tị nạn đô Sài Gòn đã được thành lập 20 năm thì ủy ban xây dựng tượng đài chiến sĩ Việt Mỹ trân trọng thông báo đến các tôn giáo, các cộng đồng đoàn thể à, quý đồng hương um, xin mời tất cả quý vị đến để tham dự buổi lễ quốc hận 30 tháng 4 và kỷ niệm 20 năm tượng đài chiến sĩ Việt Mỹ ở ngay tại công viên tự do, tượng đài chiến sĩ Việt Mỹ ở góc đường Old American Way và đường số 13 của thành phố Westminster bắt đầu từ 10 giờ sáng của ngày thứ bảy này tức là ngày 29 tây tháng 4. À, thì xin mời quý vị, à, tượng đài chiến sĩ Việt Mỹ thì Ngọc Lan nghĩ là ở đây người dân Việt Nam nào cũng biết cái nơi đó rồi. thì ngày thứ bảy này lúc 10 giờ sáng, à, xin mời quý vị dành chút thời gian để ghé đến đây để tham dự vừa là lễ tưởng niệm 48 năm ngày 30 tháng 4 cũng như là 20 năm kỷ niệm thành lập tượng đài. Ngày hôm qua chúng tôi gửi đến quý vị một cái bản tin liên quan đến giá nhà đã tăng trở lại từ tháng 2 so với tháng 3. Và ngày hôm nay có một bản tin cập nhật của công ty Zillow chuyên bán nhà ừ. trên mạng để họ cho thấy các khu vực nào giá nhà cao nhất và giá nhà thấp nhất trên toàn nước Mỹ. Và Ngọc Lan có thể tưởng tượng tôi vào trong một Thành phố của một tiểu bang, theo Zillow là nơi mà giá rẻ nhất á, ừ. thì có căn trung bình vào khoảng 40.000 đô la. Wow. Mà trông rất ok. Thành phố đó tên gì, nhưng mà trước khi đó thì muốn gửi đến quý vị một nơi trốn mà chúng tôi rất thích đến nơi. Nhiều người muốn đi lắm. Hawaii. Mà tôi không hiểu tại sao. Hôm. Trước đây đó, chúng tôi còn nhớ hoài đó, cách đây vài năm thôi, giá nhà ở Hawaii nó tương đương với California và đặc biệt ở Orange County và quận Cam. Ừ. Chúng tôi vẫn thấy tương tương. Cái thời gian tôi nhớ được nhà ở quận Cam này vào khoảng 400 rồi lên tới 600 á, rồi từ từ nó lên lên đó, thì nhà ở Hawaii nó cũng tăng lên đều đều như thế. Ừ. Honolulu và Maui, à, hai nơi mà giá nhà cao nhất ở Hawaii. Ngày hôm nay thì giá nhà trung bình ở quận Cam là khoảng 730 ngàn. Giá trung bình nhé. Có nên là có những căn 2 phòng, 3 phòng vân vân Nhưng mà giá nhà trung bình ở Hawaii trên 800 ngàn. Bắc nhất Mỹ là Hawaii. Quá đẹp phải không ạ? Thế thì họ nói rằng những tiểu bang hiện nay có giá nhà cao nhất là 3 tiểu bang. Thứ nhất là Hawaii. Ngọc Lan không thể tưởng nhà ở Colorado. Colorado có những nơi cao hơn quận cam nhiều ừ. Colorado đứng thứ nhì là giá nhà cao nhất à. đứng thứ ba mới tới California ừ. những tiểu bang mà trước đây chúng ta thấy giá nhà rẻ và một trong những tiểu bang đó cũng gần gần với Cali đó là tiểu bang Utah người Việt Nam về đây đông lắm mà mấy chục ngàn dân á À, người Việt Nam về đây tôi biết là có chợ nữa bởi vì nhiều người lái sang Utah đó họ cũng ghé được cái chợ Việt Nam rồi gặp người Việt Nam ở đây đông lắm. Thì nhà ở Utah cũng thuộc hàng đắt đỏ, không ai ngờ bởi vì giá nhà Utah trước đây so với California rẻ lắm mà bây giờ cũng ngang với nhau. Washington DC thì khủng khiếp, nhưng mà Washington DC nó khổ một cái đó, vừa giá nhà cao mà đời sống đắt đỏ vô cùng. Vâng. Những ai mà sống ở DC, những ai sống ở Virginia, Maryland, họ than vãn về vấn đề mà giá phở, giá rau rồi họ <laughs> thèm những thứ mà người Việt Nam chúng ta đây xem cái chuyện đó là chuyện rất là bình thường. Mua rau lúc nào cũng có, hàng tươi lúc nào cũng có. Nhưng mà trên DC nó lại khác. Chúng tôi trở lại gửi đến quý vị giá nơi nào rẻ nhất và giá thành phố nào rẻ nhất California. Mời quý vị tiếp tục theo dõi ngay sau phần quảng cáo. Chương trình này được bảo trợ bởi Chin và Kim Thư Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có hình bản đồ Việt Nam 7149859999 và 7146577866. EV Princess Cosmetics, sản phẩm làm đẹp làn da của phụ nữ trên toàn thế giới. 408 509 4480 714 756 1070 Happy Too Easy chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ 714 897 6100 và 714 487 7889 Quán cá trên lầu chợ Sài Gòn 714 989 9911 hay vào website cá nướng da giòn.com Sức khỏe là vàng, dược thảo PLS giúp quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. 189908319princesslife.com. Học khu Huntington Beach Union High School District. Bánh classic burger của McDonald's nóng, đậm đà và ngon hơn bao giờ hết tại tiệm McDonald's có tham gia và gần chỗ của bạn. Cộng Lan Hoàng Trọng Thủy trở lại với tất cả quý khách giả Chúng tôi đang gửi đến quý vị các bản tin liên quan đến nhà đất Zillow <laughs> ngày hôm nay cho biết họ Bởi vì họ biết người dân Mỹ hiện nay đang rất quan tâm về giá nhà Và tìm kiếm thứ nhất là tiểu bang nào nên đi Rồi thành phố nào nên di chuyển, tìm học khu, khu như thế nào Illinois, tiểu bang Illinois hiện nay được xếp vào hạng là nơi Là một trong những tiểu bang có giá nhà rẻ nhất thế nhưng không có nghĩa là thành phố nào cũng rẻ họ liệt kê ra thậm chí họ nói quý vị đến với một cái thành phố này ở Illinois mang tên là Galesburg không không có nghĩa là phải sống trong cái vùng hẻo lánh đây là một thành phố lớn đông người cư ngụ trường học và đặc biệt đó nhà cửa là chúng ta phải đi bộ thật xa mới th sang nhà kế bên đó. nếu mà muốn có một đời sống yên tĩnh như là chịu khó lạnh vào mùa đông chút xíu thôi thì đây là cái giá mà quý vị nhìn thấy đó 4 phòng ngủ 2 phòng tắm 99 ngàn Họ nói giá nhà trung bình ở đây vào khoảng 99 ngàn 90 ngàn à, 3 phòng ngủ 3 phòng tắm gần 2 ngàn square feet Chỉ có 125 ngàn mà thôi Tuy nhiên họ nói rằng nếu mà quý vị không thích ở Galesburg Thì quý vị có thể sang một thành phố California Giá nó chỉ đắt khoảng gấp đôi so với Galesburg thôi trung bình 300 ngàn ở California này. Nghe hấp dẫn quá phải ông Ngọc Lan? <laughs> Red Bluff và không xa biển lắm. Nha, yeah, đây cái khu vực ở trên phía San Francisco, Sacramento. Đi thẳng ngoài qua khỏi Chico rồi sẽ đến Red Bluff. Nhưng mà ngược lại á, Red Bluff thì nó có thể giống như một cái thị trấn vậy đó. Nhà trung bình ở đây chỉ có 300 ngàn mà thôi. Cho nên hai ngàn nơi. Ngàn mà thôi. Trên nước Mỹ hiện nay một bên thì bên phía bờ đông một bên thì bên phía bờ tây. Đừng nói là nhà Cali đắt quý vị nhé nếu quý vị chịu khó ở xa thì 300 ngàn thôi mà từ Red Fresh này có thể đi ra biển được nha. Bởi vì bên phía biển thì nó đắt hơn, bên phía Freeway 101 thì nó đắt hơn thưa quý vị. Còn đi Xa lộ này là xa lộ 5 Và từ 500 đại năm biến thành xa lộ 5 Quý vị sẽ đến Red Fluff Có ai đến rồi cho chúng tôi biết Nếu mà quý vị đi chơi Mà băng qua uh, California và để đến uh, Oregon Chúng tôi đã thực hiện cái chuyến đi này từ thập niên 90 lần <laughs> Bây giờ thì thay đổi nhiều lắm rồi Đã từng lái Quy 5 từ california để đến oregon rồi đó wow. yeah. thú vị lắm đẹp lắm ở đây tôi nghĩ rằng từ red flag mà lên trên oregon á cái đường phố tuyệt vời hai cây bóng mát <laughs> một dịp nào đó mà chúng ta có dịp mà đi yeah. uh, đi uh, lái xe đi vòng uh -huh. quanh nước Mỹ, Ngọc Lan nghĩ là rất là thú vị. Cái chuyến đi mà Ngọc Lan đi xa nhất uh, để đi uh, một số tiểu bang thôi kéo dài chuyến đi kéo dài từ thứ tư, Ngọc Lan nghĩ thứ tư đi cho đến thứ uh, thứ bảy mới tới. Ngày nào cũng trên xe từ sáng cho đến tối, từ sáng cho tới tối đi qua nhiều tiểu bang đó uh, mình đi như vậy mình mới thấy được cái uh, gọi là cái bao la bao gác của đất nước đai mỹ ha. của uh, nước mỹ nó như thế nào mỗi quá một nơi, nơi nó có những quá cái nét nơi, rất tời. là riêng nội đi chỉ có cái cái đèn giao thông thôi đó mà mỗi một tiểu bang nó đã khác nhau nhìn nó lạ lắm rồi ngay cả cái thùng thư để phía ngoài cũng vậy nữa còn Lan đi hay nhìn nhỏ, những cái nhỏ nhỏ đó để mình thấy nó một cái sự khác biệt ngay cả cái chuyện mà đổ rác ở uh, tiểu dạ. bang này tiểu bang khác nó cũng khác nhau nó nhiều điều hay lắm quý vị chỉ có, thời có gian một sẽ đi... điểm nó giống nhau khắp nơi trên toàn nước Mỹ là cái bảng quay nó màu xanh <laughs> đi tới đâu chỉ có cái bảng màu xanh cái chữ trắng là dễ dàng nhìn, nhìn, nhìn ra nhất xa lộ Mỹ nha yeah. uh, thưa quý vị để nói chuyện đi trên đường á thì không biết là anh Thụy hay quý vị sẽ cảm giác như thế nào tự nhiên một ngày buổi sáng mình đang đi thấy có hai đứa bé một đứa một tuổi một đứa hai tuổi chỉ mặc cái tả thôi mà nó đi lững thững lững thững ở trên đường không có người lớn trong quá khứ mình đã nghe cái chuyện này rồi đó. này mới hôm ừ. thứ hai ở San Bernardino ừ. mẹ của hai đứa bé này dĩ nhiên là bị cảnh sát bắt giữ rồi cô này mới có 21 tuổi thôi ừ. nhưng mà có tới bốn đứa con thì hôm sáng ngày thứ hai đó à, khoảng 10 giờ rưỡi sáng tự dưng người ta thấy có hai đứa bé một đứa một tuổi một đứa hai tuổi nó chỉ mặc cái tả mà cái tả cũng bị ướt nhẹp rồi nó đi lững chững ở trên uh, trên đường mà một tuổi sao đi ta một tuổi người ta nói mà nhìn hai đứa bé nó rất là dơ ờ, có đứa nó cũng không có được mặc quần nó chỉ có cái tả thôi nó cũng không có giày nó không có dép không có gì ở trơn đó thì lúc đó người ta nhìn thấy một người phụ nữ nhìn thấy họ đã phải giống như là họ giữ hai đứa lại tại sợ nó đang đi đi mà nó ở lên ra một cái đường lộ xe cộ rất là đông thì họ giữ lại và họ gọi cho cảnh sát thì cảnh sát sau đó cũng nhanh chóng họ tìm được uh, cái ngôi nhà của hai đứa bé này, bắt giữ mẹ của nó, mẹ nó mới 21 tuổi, giữ hai đứa bé này, hai đứa nữa, họ nói là lớn hơn là giao cho bên uh, sở xã hội để xem thì bây giờ là họ nói là vẫn đang điều tra nhưng mà ai đó mà có biết thông tin gì liên quan đến cái cách mà uh, người người mẹ này cái cách mà chăm sóc con, đối xử với con trong thời gian qua như thế nào thì có thể liên lạc với cảnh sát để người ta muốn điều tra tìm hiểu kỹ hơn. Nhưng mà cái hình nhìn hình ảnh những hai đứa nhỏ đó Ngọc Lan thấy kinh khủng thiệt á, ừ. sợ thiệt á. Ngày hôm qua buổi sáng chúng tôi đã loan tin liên quan đến việc mà họ đã bắt giữ được ba người liên quan đến vụ ném một tảng một cái cục đá lớn vào một chiếc xe trong đó một cô gái mới 20 tuổi thôi rất là xinh đẹp, cô tên là Alexa Bartel 20 tuổi cư dân của Colorado. À, cái vụ mà ném đá gây à, chết người nó xảy ra trên một cái đoạn đường vắng tại một, à, một cái khu vực à, hẻo lánh của colorado à, thì đó là tin tức vào ngày hôm qua à, cảnh sát chưa cung cấp hình ảnh cho đến chiều hôm qua thì chính thức sau khi ba thanh niên nó chỉ mới chưa biết có đủ 18, họ nói là 18 nhưng mà họ vẫn còn gọi là teen bởi vì trong cái độ tuổi thiếu niên vừa qua thanh niên mà thôi. Tức là được phép hút thuốc lá đó. Thì cả ba đang còn đi học mà không biết vì lý do nào. Cái nội vụ đã xảy ra từ tuần trước khi mà họ nói rằng có nhiều người trên đoạn đường đó đã bị đá ném vào xe. Có xe thì bị à, thủng lỗ, có xe thì cửa kính bị vỡ, tài xế né được nhưng mà riêng với cái cô Alexa này đó thì là chết ngay tại chỗ. Thì như chúng tôi đã tường trình đó, cảnh sát à, họ đến hiện trường sau khi nhận được điện thoại 911 báo. Người đó lại là bạn của cô Alexa này. Hai người đang nói chuyện với nhau cố là cô đang thông thả đi về nhà và lái xe thì nói chuyện với nhau tán vãn với nhau thì bên phía đường dây bên kia đột nhiên cái người bạn không nghe thấy tiếng gì hết im bặt luôn có thể là nghe tiếng va chạm của chiếc xe nữa bởi vì cái điện thoại nó vẫn mở cô cô chết mà không kịp tắt điện thoại nhờ vậy mà người bạn mới truy lùng ra cái địa điểm của chiếc xe của cô thì người bạn đó lái xe tới hiện trường và nhìn thấy chiếc xe nguyên cái cửa kính đã bị nguyên cái tảng đá đã bay vào đập thủng và xác của bạn mình ở trong xe thì cái người đó mới gọi cảnh sát khi cảnh sát tới nơi thì bắt đầu họ bao vây cái khu vực và họ đến các căn nhà gần đó và sau đó cảnh sát tiếp tục nhận được những điện thoại báo cáo là xe của tôi mới bị ai đó ném đá vào thì cảnh sát mới đi truy lùng và bao bao về cũng mất cả cả tuần lễ đó thưa quý vị. Thì cảnh sát mới đầu thì nói rằng họ tìm thấy một chiếc xe pick up màu nhạt. Nhưng mà rồi đó họ mới phỏng vấn được những người mà gọi điện thoại tới mà rất nhiều người đã gọi điện thoại đến cảnh sát để báo về cái trường hợp sau khi họ nghe tin là có chiếc xe bị ném đạn thì dựa trên những cái thông tin nào mà cảnh sát bắt được ba người thanh niên này chúng tôi tiếp tục mời quý vị theo dõi tin tức ngay sau Chương trình này được bảo trợ bởi Jean và Kim Thu Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 của in hình bản đồ Việt Nam 714-985-9999 và 714-657-7866. EV Princess Cosmetics, sản phẩm làm đẹp làn da của phụ nữ trên toàn thế giới. 408-509-4480, 714-756-1070. Happy Tuesday, chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ 714-897-6100 và 714-487-7889 quán cá trên lầu chợ Sài Gòn 714-989-9911 hay vào website cá nướng da giòn com Sức khỏe là vàng, dược thảo PLS giúp quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. 1-800-990-8319, 8319 princesslife com Học khu Huntington Beach Union High School District Bánh Classic Burger của McDonald's nóng, đậm đà và ngon hơn bao giờ hết tại tiệm McDonald's có tham gia và gần chỗ của bạn. quý vị biết sao không? trong lúc mà chúng tôi ngồi uh, chờ quảng cáo đó thì tôi với ngọc lan cũng ngồi <laughs> xem quảng cáo của đài lắm để xem có cái gì mới và thấy có cái gì mới quý vị cũng thấy theo lõi dù nước mắm rồi <laughs> mới đây là chiếc xe điện của toyota bz 4 x oh, nó hiện lên tôi sẽ wow có xe điện điều đó để cho thấy rằng tin tức của toyota họ tuyên bố we just started chúng tôi mới khởi đầu thôi mà điều này cho thấy rằng đe dọa với, với ngành xe là cũng mệt mỏi lắm. Lý do người Việt Nam chúng ta mê xe Toyota với Honda. Chúng tôi cũng đang chờ đợi để Honda xem ra xe điện. Mình cũng tin tưởng bởi vì cái kinh nghiệm của họ nó khủng khiếp rồi. Và người Việt Nam thì chưa có chạy Toyota với Honda thôi à. Lexus lại đương nhiên Acura, những cái loại xe mà đắt tiền hơn. Thì đó cũng là điều mà nhiều người trong đó có chúng tôi nữa cũng đang chờ đợi không mua xe điện lúc này để xem cái sự trưởng thành của ngành xe điện đến lúc đó mua đâu có muộn đâu Ngọc Lan cũng hứa hẹn sẽ mua nhưng mà chiếc xe Ngọc Lan bây giờ quá mới đi nhưng mà xe mặc dù chúng tôi chạy xe cũ nhưng mà xe thấy rằng nó đang bền quá mà mình bỏ thì mình mua xe điện cũng chưa cho nên mình chờ chờ xem thì đó à, tương lai quý vị sẽ thấy tiếp tục các hãng xe trong đó có Hyundai, Toyota là Lexus vân vân là quảng cáo ai muốn xe luxury thì chắc chắn là chờ đợi Lexus có xe điện rồi nhưng mà bây giờ nó chưa có cái gì gọi là à, nhiều kiểu để chọn lựa cả à, trở lại với tin ở colorado thì à, lẽ đương nhiên cái cuộc điều tra của cảnh sát à, công phu tinh vi và thường là chúng ta thấy đó một năm không được hai năm không được một chục năm hai chục năm sau và có những cái trường hợp năm sáu chục năm luôn hồ sơ đó vẫn mở fbi mới đây vẫn công bố những cái hồ sơ mà bảy mươi năm trước cái thời gian đó thì không có DNA, không có gì hết bây giờ họ phải đổ, nghĩa là đào cái mồ chôn đó ra để lấy lại DNA để, cuối cùng họ cũng khám phá mặc dù cái kẻ giết người này đã cũng xuống hố rồi hoặc là kẻ giết người bây giờ đã trở thành ông lão tám mươi mấy tuổi. Thì tại hiện trường nơi mà ném đấu à, cái cái cục đá đó cái chuyện đầu tiên cảnh sát tìm như thế nào? Vết xe, vết của vỏ xe thì khi mà tìm thấy cái cái vết của vỏ xe họ định ra đây là các loại xe tải lớn chứ cái xe nhỏ nhỏ thì không có cái vết đó cũng cũng dễ hiểu thôi và họ tìm theo cái dấu vết chiếc xe nó rời khỏi hiện trường đi về hướng bắc hay là hướng nam gần hiện trường đó cái khu nhà đó có những cái kiểu xe nào chúng ta thấy trong Hollywood họ thường um, ghi nhận đó cái chuyện đầu tiên đó là bao vây cái khu vực đó tìm xem trong số này DMV hoặc là cái nhà lộ vật đó có những ai ghi danh đăng bộ những cái chiếc xe và họ định ra có khoảng vài trăm họ làm tới tới nơi tới chốn luôn vài chục căn nhà có chiếc xe đó họ sẽ lùng ra trong số này có những ai là tội phạm hay không? À hay không? Thứ hai ngay lập tức họ nhận được rất nhiều các điện thoại trong lúc điều tra đó và điện thoại bắt đầu gọi về và họ nói rằng trong cái khoảng thời gian buổi tối đó từ 8 giờ cho tới gần sáng thứ năm nó xảy ra vào tối thứ tư trong khoảng thời gian đó có bao nhiêu người thấy xe lạng vạng trong các khu vực gần nơi ném đá đó thì cảnh sát lại gom cái danh sách đó gần gần thêm nữa và họ định ra chiếc xe đó là chiếc xe pick up xe tải và gom dần dần và cuối cùng họ mới tìm hiểu được và cho thấy rằng tìm ra một thanh niên lái chiếc xe đó tới tận nhà bắt luôn nơi uh, xảy ra cách hiện trường chỉ có 10 dặm thôi thì trong số này có Joseph Koning à, cảnh sát chưa cho biết uh, tài xế là ai bởi vì như chúng tôi đưa cái hình đó là tới ba uh, ba em 18 tuổi uh, Nicholas Chick và Zachary K Walk đây là chiếc xe nhỏ của cô gái mà quý vị nhìn thấy, cô gái nằm gục chết ở trong cái um, tay lái này và cái cửa kính. Uh, cảnh sát cho biết thêm đó những cái tảng đá mà những cái tên này ném á, cái nhỏ nhất là khoảng 6 inches, tức là nó vào khoảng cái cục đá mà quý vị tưởng tượng đó. Uh, nhìn thấy đó, trên cái đoạn đường đó đó, chung quanh là toàn là đá tảng họ họ để thôi. Ngọc lan cũng nhớ là trên xa lộ rồi có nhiều cái nơi đó mà đá tảng trên đường xa lộ sáu là năm á, cái việc đi về hướng bắc đó sẽ thấy có cả một khu vực toàn là đá tảng thôi. Thì những cái tên này đậu xe lại và đúc ở chỗ nào đó cứ thấy xe gần tới là ném cái cục đá tảng ra. À, sau 2 tiếng đồng hồ khi chiếc xe này gặp tai nạn á, ở một cái đoạn đường khác, thì cảnh sát cũng cho biết là có người gọi điện thoại đến là khoảng 12 giờ khuya báo là ông này ngày hôm qua xuất hiện trên đài truyền hình ông nói rằng tôi rất là may mắn nếu tôi đi đúng cái đường đó của cô gái này trước đó khoảng sau 10 giờ cô gái bị ném chết sau 10 giờ nếu tôi đi đoạn đường đó chắc tôi là là tử vong rồi bởi vì cái cục đá mà ba tên này chọn lựa ném lúc đó là cái cục đá to nhất ừ. trong số các cục đá cái tảng đá luôn nữa nặng lắm thưa quý vị à, ít nhất là năm à, pound Năm pounds cái tảng đá, thì à, cả ba hiện nay đang bị truy tố tội giết người thêm nhiều tội danh khác nữa à, và có thể là ai là kẻ ném đá thì cảnh sát cho biết cả ba đều thay phiên nhau ném đá bởi vì có nhiều người bị ném đá tối hôm đó có xe bị trúng có xe không trúng có xe thì người chết cho nên cả ba đều bị truy tố tội ném đá nhưng mà cái kẻ nào ném cục đá thì bây giờ cảnh sát đang tiếp tục thẩm vấn. Để xem cái ai là kẻ đã ném đá và có thể tụ, bọn bọn này nó chối hết vì nhờ luật sư đang lo nhưng mà cuối cùng thì chắc chắn 20 năm cho tới trung thân mới 18 tuổi thôi cái bị cô gái nghiệp gia nạn nhân. đình của, của những cái người thanh niên này như thế nào rồi gia đình của cô gái nữa tội vô cùng hôm qua thì đến ngày hôm nay thì các bạn học của cô đã đến cái hiện trường cái chỗ mà bị tai nạn Thắp đến nhiều người khóc thương tiếc cho một cô gái rất là xinh đẹp đây là cô Alexa và bà uh, thưa quý vị uh, chúng ta nhớ là vào năm 2016 đó thì tiểu bang California đã chấp thuận cho cái uh, cái luật đó là gọi là trợ tử cho những người mà bị những cái căn bệnh nan y nghĩa là đến cái lúc mà họ nghĩ họ không muốn sống nữa và bệnh nan y thì bác sĩ có thể ký một cái toa thuốc cho họ uống thuốc để mà họ kết thúc cái đời sống của mình để thoát khỏi những cái bệnh tật. Thì bây giờ đó là một nhóm những người mà bảo vệ cho những người khuyết tật á, họ đang kiện cái luật này, họ yêu cầu phải sửa đổi bởi vì họ nói à, cái luật này á là nó góp phần để tại vì cái việc mà bác sĩ ký giấy để cho uống thuốc á nó quá dễ dàng đi, cho nên nó dẫn đến trường hợp là có những người mà người ta bị bệnh nặng mà thuộc nhóm nhất là những người mà à, thiểu số đó à, các sắc tộc thiểu số rồi những người mà không được gia đình quan tâm nhiều thì họ muốn nhanh nhanh đẩy Đúng những người đó đi Đúng hay là họ, họ không biết tìm được những cái phương cách để làm sao mà à, cho sức khỏe họ tốt hơn thì dễ dàng buông xuôi chọn cái cách là chết thì cái điều đó rất không công bằng theo như cái nhóm người này như vậy. Bảo rồi chưa kể đó rồi. là hồi năm 2022 thì cái luật này nó thay đổi một chút có nghĩa là trước đó từ cái lúc mà người bệnh nó quyết định rằng là họ muốn chết cho đến lúc bác sĩ ký giấy á, là 15 ngày thì bây giờ nó chỉ còn có 48 tiếng thôi. Wow. chỉ có 48 tiếng họ nói Thật trong khi luôn. mua súng á, còn có 10 ngày để mà điều tra về lý lịch đằng này chỉ có 48 tiếng đôi khi người ta chưa có cái sự thận trọng thì nó có nhiều cái vấn đề liên quan yeah. đến cái luật trợ tử này nữa, thì có lẽ trong một cái chương trình khác mình sẽ nói trong thêm. Chuyện là tranh cãi yeah. về vấn đề tôn giáo nữa, bởi vì những người mà tin tưởng là con người không thể tự mình kết liễu đời mình được mà phải do bàn tay của thượng đế của Chúa, nhưng mà những người khác nói rằng tôi sống mà không có giúp ích gì cho xã hội thôi chết xong cho rồi thì có những cái quan điểm đó nữa, cho nên nó tiếp tục là đề tài gây tranh cãi và mang tính chính trị luôn nữa. Mời quý vị theo dõi phần thời sự thế giới với rất nhiều các bản tin quốc tế ngày hôm nay và cũng như là nền kinh tế của Hoa Kỳ diễn biến như thế nào trong thời gian qua. Ngay sau phần quảng cáo và chia tay với Ngọc Lan. Hẹn gặp lại anh Thụy vào tuần tới. Hẹn gặp lại quý vị vào chương trình sáng ngày mai.